Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đường qua Bình Châu. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ Hiệp Thành, chúng ta qua cổng. Đây, cổng thứ hai Hậu Quan. Anh em xem video và đi theo mình nha. Này là đi qua vào sân động Hậu Quan để thông qua Bình Châu. Này, chúng ta đã đến Bình Châu rồi. Đây, anh em nhớ vô thành nha, để lưu lại để sau này để tiện đi cho nhanh. Nếu anh em nào chưa like và subscribe kênh của mình thì nhớ like và subscribe kênh của mình để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn anh em các video lần sau.